và năm chạy deadline rồi, dành ra 2 ngày hè đi trốn cũng khá chip nhá. Lần này thì em sẽ dẫn các bác đi tour Hạ Long Yên Tử, vừa được ngắm cảnh đẹp lại vừa thư giãn nha. Quá tuyệt vời. Ngày đầu tiên thì 6 giờ sáng các bác xuất phát đi chùa Yên Tử từ Hà Nội, tầm 10 rưỡi thì các bác sẽ được đặt chân đến chân núi Yên Tử. Cứ chuẩn bị tinh thần đi các bác nha, bởi vì cảnh đẹp ở đây cứ phải gọi là mê ly luôn. Cứ xuống máy lên là có góc để sống ảo rồi. Tham quan xong thì các bác hãy đi làm đầy cái bụng giúp em. Các bác có thể tham khảo Legacy Yên Tử nhá. Giá thì hơi nhỉnh hơn khoảng là 100k đổ lên, nhưng mà chất lượng lắm luôn, lại còn tha hồ gặp chị kính siêu sang chảnh nhá. Buổi chiều thì các bác ghé tham quan chùa Đồng Yên Tử nha. Tại đây thì cũng có thể thưởng ngoạn cảnh đại ngàn Yên Tử từ trên núi rồi. Tham quan xong thì mình rèn luyện sức khỏe một chút, đi bộ xuống tham quan chùa Vân Tiêu, tháp Vọng Tiên Cung, tháp Vàng, rồi trở về nghỉ ngơi tại homestay hay là nhà nghỉ thì tùy thuộc vào năng lượng của mỗi người nha. Tối đến thì mình ăn tối tại homestay luôn rồi nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai lên đồ tiếp nha các bác ơi. Sáng ngày 2 thì ăn sáng tại homestay no nê xong thì mình đi tham quan cầu đá, nhà thủy đình, chùa Giải Oan rồi tranh thủ tranh cao homestay, đi nốt chùa Lân, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử rồi mình lên đường đi Hạ Long nha các bác. Trước là mình phải lên du thuyền Hạ Long, vừa được dùng bữa trưa trên thuyền, vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh thế này thì đúng là không còn gì bằng. Oh my god. Wow. Ăn trưa xong thì các bác tiếp tục tham quan cảnh Lang Tra trên biển, Động Thiên Cung để chuẩn bị lên đường về Hà Nội chinh ảnh sống ảo của 2 ngày vừa rồi thôi. Tính tổng chi phí cả di chuyển, thuê xe, về tham quan, homestay và ăn uống thì mỗi người sẽ mất khoảng gần 2 củ thôi. Bác nào thấy phù hợp với túi tiền của mình thì quất ngay một chiếc vé đến đây nha.